네, 요즘은 유치원은 어때요? 유치원 잘? 유치원에 일하는 것은 똑같아요? 보통이에요. 네. 교통이에요? 네. 네. 오케이. 오늘 여기 날씨는 바람이 조금 불었고, 날씨는 좋았어요. 지금 요거 티앵벳을, 띵벳 된 티앵한 한국어로 얘기해 볼수 있어요? 어저께 공부했던 건데, 홍따고떼 혹, 홈과 낸 엠고테 네. 예, 앵컴테 노이베 띵한 예, 한번 얘기해 네. 보세요. 네, 이거 볼게요. 네. 그러니까 kỹ năng nghe khi học ngoại ngữ. Kỹ năng nghe là một phần rất quan trọng khi học một ngôn ngữ mới. Khi chúng ta nghe, chúng ta có thể phân biệt các âm thanh khác nhau trong ngôn ngữ đó, giúp não bộ làm quen với cách phát âm, ngữ điệu và nhịp điệu của ngôn네, 이거 한국어로 한번 얘기해 줄래요? 한국어로? 땡한? 한국어. 네. 외국어를 배울 때 네. 특히 능력의 개선하기. 네, 맞아요. 특히 능력은 매우 중요해요. 중요합니다. 네, 목판, 네. học một ngôn ngữ mới là새로운 새로 외국어 네, 언어, 네, 언어 배울 때. 언어 새로 언어 배울 때 매우 목판, 목판. 중요합니다. 매우 중요합니다. 중요한 부분이에요. 네. 네. 우리 들을 때 네. 분별 각 âm thanh khác nhau trong ngôn ngữ đó. 네. 분별 그 언어에서 다른 âm thanh khác nhau, 음영 다른 음성, 음성, 소리, 네, 암탄. 다른 소리들의 이제 부분에 분별 부분 해 부분 할수 있어요. 네. 할수 있습니다. 숙 나보 làm quen cách phát âm발음 뉴듀 bài rung bằng bọc예, 방법. 그 다음에 뮤즈. qua bài rung bằng bọc qua ích xúc giúp não bộ làm quen 익숙해져요. ích xúc이걸 도와줘요. 쭉 야오 또 làm quen 볼까? 뮤즈는 억양. 만일 지는 뮤 뉘쭈 라 리듬 리듬 뇌, 나 보고 là nhuệ, nhuệ làm quen. 뇌가 익숙하게 하는 걸 좋아하죠. 생각났어요. 뜻 나오 보람 뼈뇌그 발음 억양 언어의 발음 억양 리듬을 익숙하도록 도와줘요. 익숙하도록 도와줘요. 도와줘요. 네. 바탕 뉴주바 닙주 발음 억양 리듬. 요거는 이제
행배 읽어주세요. 내가 따라 읽을게요. 네. Khi nghe có những âm thanh nhẹ, có những âm thanh nặng và chúng ta dần học cách nhận ra sự khác biệt giữa chúng. Khi giao tiếp bằng ngôn ngữ mới, khả năng lắng nghe sẽ giúp chúng ta hiểu và phản hồi một cách chính xác hơn. Lắng nghe không chỉ là việc nhận diện âm thanh mà còn là sự hiểu biết về và phân tích thông tin, giúp phát triển kỹ năng giao tiếp tổng thể. Nè, y nhẹ phổ những âm thanh nhẹ phổ những âm thanh nặng và chúng dần học cách nhận là sự khác biệt giữa chúng thì giao tiếp bằng ngôn ngữ mới khả năng là nhẹ sẽ giúp chúng ta hiểu và phản hồi một cách chính xác hơn. Lắng nghe không chỉ là việc nhận diện âm thanh mà không là sự hiểu biết và phân tích thông tin dù phân diễn kỹ năng giao tiếp tổng thể. Đây là heo kêu phục kêu từ từ Âm thanh nhẹ. nè âm thanh soi ga co nhiên tức bèo ý nghĩa là gì nhé. Nè, âm thanh Âm nhẹ. thanh story từ đi. Nè, À. cái gì? Isso. Có những, 그리고 âm thanh năng. Cà bèo à cà cà bèo story từ đi ít Năng, 무거운 소리. cô. Âm Nè는 thanh năng.가벼워요. 네. 아, 그 다음에 낭은 맑아요. 나. 맑은 소리. 맑다. 나. 가벼운 가볍다. 네. 단테 마이 뭐예요? 아, 무겁다. 네, 맞아요. 아, 무거운 그럼, 소리. 아, 낭 무거운 소리예요? 네. 오케이, 오케이. 아, 그리고, 중타, 우리가, 잔 알았었는데, 딱, Chúng냔다. ta dần học cách nhận ra아, sự khác우리는, biệt. 아, 열심히 해요. 짠. 각년 그 각별 각각의 이해해요. 좀 그것들을 년나 각년 Nhận ra là cái ta đó tập. 깨달아요. 깨달은 것을 잔 알았었는데 잔혹 이거 지혹 같은 얘기였었잖아요. 전 정말 전 잔혹지혹 nghĩa배우 là예 dần học mà nghĩa là hàng ngày ấy.배워요 이 giao tiếp thế 언어를 가지고 소통할 때 반응해요 랑예 듣는 거그할 거예요 듣는 능력이 듣는 능력이 우리를 도와줘요. 이해하고, 표 이해하고, 막 반호의 그 알게 되고, 뭔가 침착한 더 정확한 방법으로 반호의 판독해요, 판별해요, 판별하도록 도와줘요. 반호야. 예, 까낭랑 랑네 그 듣기 이 능력이 랑예라. 그 랑예는 들을 수 있다면 이거예요. 랑예 랑네. 듣기는 특히. 듣기뿐만 아니라 맥냔 아 내남 소리를 알 뿐만 아니라 마콘 수 휴벳 이해해요. 그다음에 반틱 Hiểu biết통틴 và정보를 tâm thần구분하고 접받친 기능 giao tiếp 통태 전체 의사소통 능력을 발전시켜 주는 걸 도와줘요. 의사소통 네, 한번 티행 한으로 가볼게요. 네, 있어요. 티행 한. 잠깐만요.
네, 듣기에는 가벼운 소리도 있고 무거운 소리도 있으며 우리는 그 차이를 점차 알아가게 됩니다. 새로운 언어로 소통할 때 듣기 능력은 우리가 정확하게 이해하고 반응할 수 있게 도와줍니다. 듣기는 단순히 소리를 인식하는 것이 아니라 정보를 이해하고 분석하는 과정으로 전반적인 의사소통 능력을 향상시킵니다. 네, 읽어주세요. 네. 듣기에는 가벼운 소리도 있고, 무거운 소리도 있으며, 우리는 그 차이를 점차 알아가게 됩니다. 새로운 언어로 소통할 때, 듣기 능력은 우리가 정확하게 이해하고 반응할 수 있게 도와줍니다. 듣기는 단순히 소리를 인식하는 것이 아니라 점호를 이해하고 분석하는 과정으로 전반적인 의사소통 능력을 향상시킵니다. 네. 이거 아마 킹벳 한번 얘기해 볼수 있어요? 인베라 네. 킹에 점점 trong khi nghe thì có những âm thanh nhẹ và cũng có những âm thanh nặng, 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 nè. nên chúng ta có thể Phản hồi. nhận biết được sự Việc. Phản à sự khác biệt của chúng. thì giao thức Khi giao tiếp bằng ngôn ngữ mới thì kỹ năng nghe giúp cho chúng ta có thể hiểu được chính xác và có thể phản hồi và có thể phản hồi và hiểu hiểu một cách chính xác. Nghe lắng nghe, lắng nghe. việc nghe thì không phải là việc chỉ Không biết nhận âm thức thanh. về những âm thanh đơn giản, những âm thanh đơn giản mà còn là cải thiện được kỹ năng Giao tiếp giao tiếp tổng thể không thể không ban được nét anh quá trình à quá trình ta hiểu được thông tin này, quá trình phân tích, đấy cải thiện được kỹ năng giao tiếp tổng thể trong quá trình phân tích. đấy ok tính có thật không phân tích thông tin thông bố phân sổ tư liệu ok Vô nè cùng nè sợ. nè읽어주세요. Làm thế nào để cải thiện kỹ năng nghe? Luyện tập với đối tác ngôn ngữ một cách hữu hiệu. Để cải thiện kỹ năng nghe là trao đổi ngôn ngữ với đối tác. Khi nói chuyện với người khác, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để lắng nghe cách phát âm từ vựng và câu từ trong ngôn ngữ đó. Tôi thường thực hiện các buổi trao đổi ngôn ngữ trực tuyến. Điều này giúp tôi luyện tập khả năng nghe hàng ngày. Làm thế nào để cải thiện kỹ năng nghe? Nguyên tắc với đối tác ngôn ngữ. Một các thứ để cải thiện kỹ năng nghe là trao đổi ngôn ngữ với đối tác. Khi nói chuyện với người khác, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để lắng nghe các phát âm, từ vựng và câu từ trong ngôn ngữ đó. Tôi thường thực hiện các
Bôi, chào đón ông được thức trên. Dù nay trước, tôi luôn tha cả nàng nhẹ hăng này. Thiên hăng nhẹ kia bục kiểu. Ở thức kia hăng này ô. Thức kia đừng nhô. Hãy cho nữ vệ ở thức kia hăng cải ô. Ở nó. Phát Ngôn quả. ngữ Yến sĩ phát xẻo. đối tác Nè. Đối tác phát thân nào. Ở bắt nó. thư nó Nè nè. Một khắc. quá giòn sụp Yeah, dân phải chỉ. à, Du, du, du. Để. Ono. Thì nâng, thẻ son nữ lưu yán phúc quả. Du, du. Phúc quả yên nâng phẳng bộp chung hà nà nâng. hữu hiệu hữu hiệu hoan cung mà lô mỏ éo Du, du à mà. Phúc quả yên nâng phẳng bộp. Du hô an phẳng bộp. Ama hữu kru yu yu chong khai bo de ge hong ge ita ham ha gin ne de nè ne ku bang bo bin a de ki dung yo ge che na ne ka de bang bo bun a partner wa ham ke ono kyoan hanen goyeo a ku daren saramgwa hamke 이야기를 나눌 때 우리는 많이 기회를 가져요. 발음을 어떻게 하는지 단어나 문장을 이 언어에서 발음, 단어, 문장의 그런 듣기 방법을 듣기로 가진 기회를 가질 수 있어요. 나는 보통 얻어요. 알게 돼요. 온라인 언어 교환을 하면서 알게 돼요. 이 방법은 내가 항상 매일 듣기 능력을 연습하도록 도와줍니다. 진행할게요. 네. 듣기 능력을 향상시키는 방법은 언어 파트너와 연습하기. 듣기 능력을 향상시키는 효과적인 방법 중 하나는 언어 교환입니다. 다른 사람과 대화할 때 우리는 그 언어의 발음, 어휘, 문장을 들을 기회를 많이 얻게 됩니다. 저는 주로 온라인 언어 교환을 통해 매일 듣기 연습을 하고 있습니다. 네, 읽어주세요. 네. 이 능력의 향상 시키는 방법은 언어 파트너와 연습하기. 특히 능력의 향상 시키는 효과적인 방법 중 하나는 언어 교환입니다. 다른 사람과 대화할 때 우리는 그 언어의 발음, 어휘, 문장을 들을 기회를 많이 얻게 됩니다. 저는 주로 온라인 언어 교환을 통해 매일 듣기 연습을 하고 있습니다. 네, 띵벳 이야기 해볼까요? 방 띵벳. 쉽게 cải thiện kỹ năng nghe, Ok. luyện tập với đối tác ngôn Ok. ngữ. Nè. Một trong những cái cách mà hữu hiệu để Nè. cải thiện kỹ năng nghe là trao đổi ngôn ngữ. Khi mà Ngồi cha trên, khi ngồi mà trên, nói ngồi chuyện trên, với người khác, ngồi, ngồi khác. chúng ta Cô hỏi, có yêu cô hỏi. cơ hội có cơ hội để nghe cái phát âm Tư vương, từ vựng và cao tư, các câu cao tư, của ngôn tư một à, trào ngôn này. câu của ngôn ngữ đó. Tôi chủ yếu tôi thường Đến. à đâu tôi thường luyện tập Mình tập. tôi thì thông qua trao đổi ngôn ngữ trực tuyến
Chủ yếu là tôi thông qua trao đổi ngôn ngữ trực tuyến, tôi nghe, luyện tập nghe hàng ngày. Okay. 2번 한번 바로 해볼게요. 2번 하이 바바. 유튜브 영상 보기. 듣기 능력을 향상시키는 또 다른 방법은 유튜브에서 영상을 보는 것입니다. 저는 자막이 있는 영상을 선택해 듣고 읽는 내용과 쓰여진 내용을 비교합니다. 그후 들은 내용을 다시 적어보면 어휘와 문장 구조를 더잘 기억하는 데 도움이 됩니다. 3. 음성 일기 쓰기. 저는 또한 음성 일기 쓰기나 녹음을 이용해 연습합니다. 이는 발음을 연습하고 내가 말한 것을 다시 들으면서 듣기 이해 능력을 향상시키는 데 도움을 줍니다. 네, 읽어주세요. 또. 네. 아이바바. 아, 유튜브 영상 보기. 듣기 능력을 향상시키는 또 다른 방법은 유튜브에서 영상을 보는 것입니다. 저는 자막이 있는 영상을 선택해 듣고 들리는 내용과 쓰여진 내용을 비교합니다. 그후 들은 내용을 다시 적어보면 어휘와 문장 구조를 더잘 기억하는 데 도움이 됩니다. 음성 읽기 쓰기. 저는 또한 음성 읽기 쓰기나 녹음을 이용해 연습합니다. 이는 발음을 연습하고 내가 말한 것을 다시 들으면서 듣기에 이해 능력을 향상시키는 데 도움을 줍니다. 네, 아마 티앵벳 얘기해 볼수 있어요? 내가 조금 도와줄 수 있으면 도와줄게요. 이 xem các video ở YouTuber YouTube. 네. 또 다른 Cái방법, cách phương pháp, cách mà các cháu. các cách mà cải thiện kỹ năng nghe hay là các cách khác nhau cải thiện kỹ năng nghe là việc xem video trên ở YouTube. Tôi khi mà Tôi tìm lựa chọn nghe những cái video mà có phụ đề và Biểu là EQ là so sánh nhỉ? sang nha, cho sang nha, So nội sánh biết nội dung đã sư do chỉ biết là biết biết nội biết dung biết biết mà tôi so sánh những nội dung mà khi viết với nội dung mà được nghe sau đó tôi viết lại cái nội dung đã nghe Viết rồi. lại dùng nhé chút trước Nó giúp cho tôi rất nhiều tôi trong việc làm nhớ nhớ rõ hơn về từ vựng tiếp và dạ cấu cấu tạo cấu trúc của câu. cô chú dạ câu câu viết nội dung nhắc kỳ nội viết nhắc kỳ trong nội viết nhật ký giọng trong nội nói. nè Tôi cũng sử dụng tôi cũng viết nhắc kỳ trong nội luôn tập tư dung sử dụng âm ghi âm mà ghi âm ghi âm hay là viết nhật tôi ký làm giọng nói. đến tập phát thanh và Điều này bắt đầu trước luyện tập phát âm cải thiện năng khả năng
Biết Điều này giúp biết tôi trong việc lắng nghe cải thiện nghe kỹ năng nghe hiểu nghe khi mà tôi lại luyện tập phát âm, tôi ra rồi nghe lại những cái mà tôi đã nói. nè vẫn tiếng Việt học kiểu hai ba ba nè đi có gì thế không Nè, xem video trên YouTube. Một cách khác để cải thiện kỹ năng nghe là xem các video trên YouTube. Tôi thường chọn video có phụ đề để có thể so sánh giữa những gì tôi nghe và những gì được viết. Sau đó tôi có thể viết lại những gì tôi nghe. Điều này giúp tôi ghi nhớ từ vựng và cấu trúc câu tốt hơn. Viết nhật ký giọng nói, tôi cũng sử dụng một phương pháp là viết hoặc ghi âm nhật ký giọng nói của mình. Điều này giúp tôi luyện phát âm và luyện nghe lại những gì mình đã nói, giúp cải thiện khả năng nghe hiểu trong quá trình tự học. nè tôi xem video trên YouTube một cách như có cắt cắt để một cắt Có gì một cách cắt cách cắt để thả đơn bằng bằng một cắt cắt để cái tên kỹ năng nhẹ là xem các video trên YouTube. Tôi xuống chọn video có phụ đề để có thể sử sáng chữ nhung chỉ tôi cái nhẹ tôi này á nhung chỉ tốt viết. à? Sau đó tôi có thể vẽ lại nhung chỉ tôi nhẹ thay. Như này trước tôi y nhỏ tư vững và cao sức cao thất hơn viết nhát chỉ trong nổi tôi cũng sử dụng một phương pháp là việt thuốc khi ám nhát chỉ trong nổi của mình dù này trước tôi luôn phát âm và luôn nhé lại những chỉ mình đã nổi trước cải thiện khả năng nhẹ chứ trong quá trình tư ốc nè, in tiếng Việt là từ YouTube에서 비디오 보기. 다른 방법은 듣기 기술 향상을 위한 다른 방법은 유튜브에 비디오들을 보는 건데 나는 보통 부제 자막이 있는 비디오를 골라서 이것을 통해서 내가 듣는 것을 산주어 소 산주어 이냐라지 보태 소 산주어 So sánh là BQ,비교 BQ,산주어 BQ 하다. 비교하고 능지 독백 쓸수 있어요 쓰여질 수 있어요 쓰여진 것을 과연 독백 비비엣 독백 자, 그리고 나서 또 나는 다시 써요. 내가 들은 것을 또 이내 딸 들은 것을 다시 씁니다. 이런 방법은 내가 기억할 수 있어요. 단어나 더 낮게 문장을 가우축 문장 구조 가우축 가우축 가우 문장 구조를 기억할 수 있어요. 그 다음에 소리 읽기 쓰기 나는 또한 방법을 사용을 하는데 쓰는 방법 사용해요. 이거는 소리 일기를 기록합니다. 이것은 내가 발음과 발음을 연습하고 그다음에 다시 듣는 거 듣기 그리고 내가 말했던 것을 다시 들을 수 있고 듣는 연습을 하고
특히 이해하면서 뚜벅 단어 공부하는 과정에서 듣기 이해를 기술을 개선하도록 도와줘요. 아, 네. 아마도 네. 4번, 5번 읽어볼까요? 네. Việc nghe qua tin nhắn thoại. Trao đổi tin nhắn thoại cũng là một cách để cải thiện kỹ năng nghe. Khi nghe tin nhắn của người khác, tôi cố gắng hiểu nội dung mà không cần nhìn vào văn bản, giúp phát triển khả năng nghe hiểu nhanh chóng và chính xác. Nghe thường xuyên. Cuối cùng, việc luyện nghe cần phải được thực hiện thường xuyên. Nghe podcast, video hoặc các cuộc trò chuyện mỗi ngày sẽ giúp tai quen với ngôn ngữ đó, giúp nâng cao kỹ năng nghe của bạn một cách tự nhiên. Né, tôi sẽ đọc luôn nhé quá trình nhanh 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 tôi trao đổi tin nhắn tôi cũng là một cách tốt để cải thiện kỹ năng nhẹ tin nhắn của người khác. Tôi cố gắng chú nội dung mà không khăn nhìn vào văn bản giúp phát triển khả năng nghe hiểu nhanh chóng và xuất sắc. Nghe chung xuân. À, cuối cùng, đích luôn nhé. Cần phải được thực hiện chung xuân. Nghe podcast video hoặc các cuộc trò chuyện. Mỗi ngày sẽ giúp tài quân bồi nâng nữ độ giúp nâng cao kỹ năng nhẹ của văn mô các thư niên. Bước hai mươi bốn luôn nhé. Nhắn tôi ý nghĩa là gì? Nhắn tôi là Tin nhắn thoại ứng xong à messy à message. Tin nhắn là message. Nhắn tôi mensong을 통한 메시지를 통한 luôn nhé 듣기 연습. 교환하는 거, 띵년 메시지 교환해요. 또이 궁, 띵년 또이, 또는 또 메시지를 교환하는 것이 또 하나의 좋은 방법이에요. 듣기 기술을, 개선하는, 향상시키는, 띵년, 띵년, 요이 각 서로 각자의 띵년, 메시지를 들을 때, 나는 연습해요. 이해하는 거, 내용, 노이즈, 내용을 이해하려고 노력해요. 그리고, 홍칸, 닌, 바오, 반벤, 이냐, 라지? 반벤 가지고, 닌, 한 필요가 없어요. 즉, 발전하는 걸 도와줘요. 빨리. 또는 냔, 종 그것들과 정확한, 진싹 옳은 것을 빨리 이해하고 듣기 능력을 도와줍니다. 좀 해석이 잘안 됐어요. 어려워요. 꼭간 네, 네. 중수엔. 네, 네. 중수엔다 네. 듣기. 듣기. 중수엔라 이냐. 자주 듣기. 맞아요? 자주 듣기 네네. 맞아요. 결론적으로, 결론적으로 연습은, 듣기 연습은 필요합니다. 듣기 연습은 톡톡투헨 충센. 자주 듣기 하는 것을 해야만 해요. 네, 팟캐스트 비디오 또는 각국조춘 이야기. 일상에서의 이야기를 들으는 것이 따이콘 만들어요. 이 언어와 함께 언니 되게 이다. 따이콘 적응해요. 따이콘 익숙해져요. 익숙해지는 걸 도와줘요. 그다음에 난가오 능력을 높게 해줘요. 기능
듣기 능력, 당신의 듣기 능력을 자연스러운 방법으로 하도록 도와줍니다. 네. 네, 이건 그러면, 요거까지 해볼까요? 마지막. 네, 여기까지. 네, 좀 나아요. 아니, 그러면, 시행안으로 갈게요. 아, 잠깐. 네, 이거. 음성 메시지 연습하기. 음성 메시지를 주고받는 것도 듣기 능력을 향상시키는 좋은 방법입니다. 다른 사람의 음성 메시지를 들으면서 텍스트를 보지 않고도 내용을 이해하려고 노력하면 듣기를 빠르고 정확하게 향상됩니다. 꾸준한 듣기 연습. 마지막으로 듣기 연습은 꾸준히 해야 합니다. 매일 팟캐스트 영상 대화를 듣는 것은 귀가 그 언어에 익숙해지도록 도와주며 자연스럽게 듣기 능력이 향상됩니다. 네. 음성 메시지 연습하기. 음성 메시지를 주고받는 것도 듣기 능력을 향상시키는 좋은 방법입니다. 다른 사람의 음성 메시지를 들으면서 텍스트를 보지 않고 또 내용을 이해하려고 노력하면 듣기 이해력이 빠르고 정확하게 향상됩니다. 꾸준한 듣기 연습. 마지막으로 듣기 연습은 꾸준히 해야 합니다. 매일 팟캐스트 항상 대화를 듣는 것은 귀가 그 언어에 익숙해지도록 도와주며 자연스럽게 듣기 능력이 향상됩니다. 아, 2분 남았는데, 흑행배수로 한번 얘기해 보세요. 레답아띠냔따음 음성을 그냥, 띠냔 토안, 이렇게 해도 돼요? 토안, 소리, 소리. 네 따. 음성 메시지 띠냔 라 띠냔 따 토안, 네, 띠냔 토안. 띠냔 âm thanh ấy Nè, 이거. việc mà gửi và nhận tin nhắn thoại cũng là một cách tốt để cải thiện kỹ năng nghe. Khi mà nghe tin nhắn thoại của người khác thì dù không nhìn thấy văn bản thì cũng có thể đồ đó. Nếu nỗ lực để hiểu nội dung thì có thể cải thiện được nhanh chóng cái kỹ năng hiểu, nghe hiểu và chính xác. Chính xác nè. Luyện tập nghe luyện tập Xoắn, nghe một xoắn. cách tỉ mỉ à? Xoắn, nghe, xoắn, xoắn. Như thế nào? Xoắn. Xoắn. Chuẩn đó. À, xoắn, xoắn. Xoắn. Luyện luyện nghe một cách Xoắn. chỉnh tỉ mỉ à. Nè Cuối cùng thì phải tăng phải năng tăng hết luyện tập nghe quán một cách tỉ mỉ. Việc nghe cuộc nói chuyện, video hay là các passport thì giúp cho để quen với ngôn ngữ đó, giúp cho cái tai, cái quỳ là tai quen dần với ngôn ngữ đó.